Bàn tròn đặc biệt cùng Quốc Phương và toàn ban VTV Việt ngữ xin kính chào các quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang vừa qua đời và đây chính là chủ đề của cuộc thảo luận bàn tròn ngày hôm nay. Chúng tôi trước hết xin được giới thiệu khách tham gia chương trình có nhà báo phóng viên Nguyễn Hoàng là thường trú của BBC tiếng Việt tại Việt Nam, lúc này đang có mặt tại Hà Nội, và ngoài ra chúng tôi có sự có mặt và tham gia của luật sư Trần Quốc Thuận từ Sài Gòn. Trước hết chúng tôi xin được đặt câu hỏi cho nhà báo Nguyễn Hoàng. Thưa anh, xin anh vui lòng cho biết là không khí ở Việt Nam, nhất là tại Hà Nội hiện nay thì ra sao sau khi có tin Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang qua đời? Quốc Phương và quý vị khán thính giả của BBC tiếng Việt, thì như chúng ta đã ít nhiều xem trên các cái bản tin của trang BBC Vietnamese.com hay là trên trang Facebook của chúng tôi đó, cũng như là các cái thông tin chính thống của từ Việt Nam, các báo chí Việt Nam, thì Chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang thì qua đời vào lúc 10 giờ 05 phút sáng ngày hôm nay, thứ Sáu. Thế thì cái không khí, nếu mà để nói về không khí thì tôi nghĩ là còn tương đối là quá sớm để nói về cái bình luận về không khí, bởi vì là sau khi mà có cái tin như vậy thì đầu tiên thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sống trong cái kỷ nguyên gọi là kỹ thuật số rồi là mạng xã hội, thì có một số nhà báo thì đưa tin theo kiểu như là bình luận và hỏi han nhau, và sau đó thì chừng một vài giờ sau thì là chúng ta thấy rằng là có cái thông tin chính thức từ các cái báo hoặc là các cái hãng tin lớn, ví dụ như là đầu tiên là các cái hãng tin của Việt Nam đã, thì họ lấy lại cái bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hay là Đài truyền hình Việt Nam hay là Đài tiếng nói Việt Nam, là ba cái cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam. Thế thì nhưng kể ra thì cũng nói đi phải nói lại, tức là cái thông tin mà gần như là xuất hiện đầu tiên trên trang mạng xã hội thì là của một cái phóng viên, một nhà báo người Việt mà có khá là nhiều người theo dõi ở trên Facebook đó, đó là nhà báo Huy Đức hay là Trương Huy Sang đó. Thì nhà báo này có loan tin, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó cũng khoảng sau 10 giờ một chút xíu, khoảng độ 10 giờ 10 rưỡi gì đó, 10 rưỡi hay là hơn gì đó, tức là cái thông tin là khá là nhanh. Nhưng mà nói thế không có nghĩa rằng là truyền thông Việt Nam đi chậm hơn, có thể là họ phải chuẩn bị những cái bài vở hoặc là các thứ, nhưng mà nếu mà nhìn đi nhìn lại thì có thể nói rằng là so với lại cái lần mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời đó, thì cái phản ứng của truyền thông tại Việt Nam vào cái lần này theo tôi, cá nhân tôi đánh giá là rất là nhanh và có một cái sự phối hợp khá là đồng bộ ở trên rất là nhiều báo. Đưa gần như là giờ chỉ khác nhau cùng lúc thôi, và cái tựa thì, của các cái bài thì cũng là tương đối giống nhau, tức là đưa là Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, tức là người ta thống nhất với nhau cái tựa là như vậy. Và còn các cái nội dung ở bên trong, tức là quá trình công tác ra sao, rồi ngày tháng năm sinh thế nào, rồi là cô về hàm học vị ra sao, thì tất cả cái đấy đều là do một cái chắc chắn là do một cái cơ quan ở phía trên là cung cấp mà họ đưa tương đối là giống nhau. Thế thì đó là cái phản ứng chung ở trong giới truyền thông, thưa anh Quốc Phương. Vâng, thế ngoài những gì mà anh vừa mới đề cập ấy, thì thưa anh Nguyễn Hoàng là có cái phản ứng hay là cái bình luận đáng kể nào đấy từ phía Đảng và Nhà nước hay là truyền thông chính thức hay là từ công luận, dư luận về cái sự kiện này mà đáng nói ngoài những gì anh vừa mới nói vừa rồi không ạ? Thì đúng là như tôi đã nói, tức là cái sự kiện này mới xảy ra từ lúc tầm trưa đấy, tức là tin thì loan từ lúc tầm trưa, cho nên tôi nghĩ là khi mà tôi có trò chuyện với lại một số những cái người dân ở tại Hà Nội, thì hiện giờ tôi đang làm việc ở tại Hà Nội trong cái khoảng thời gian ngắn vài tháng ở đây, thì tôi có đi lây quanh ở khu vực ở gần chỗ Hồ Hoàn Kiếm đây thôi, thì tôi có nói chuyện với một số người dân, thì có những người thì có vẻ là không biết cái tin này, và cũng nghe cũng thấy bảo hơi đột ngột, có những người thì bảo là cũng vừa nghe xong. Thế nhưng mà ở đây cái tính chất, tức là sức khỏe của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mà có tạm gọi là có vấn đề đấy, thì là
là người ta đã cũng đã gọi là bàn luận đến cũng không phải là mới đâu, tức là cũng đã lâu rồi. Thì vì vì là chung thần sắc của chủ, tức là về về diện mạo thì cũng là chủ tịch nước là có gầy đi đúng không, và trông nó không không được khỏe như là giai đoạn trước. Và chúng ta cũng đến ngày hôm nay thì trên báo chí chính thức xác nhận là báo chí nhà nước Việt Nam đấy xác nhận là có cái giai đoạn là chủ tịch nước là đi khám chữa bệnh ở tại Nhật Bản đó. Thế là đấy là những cái chi tiết mà tạm gọi là nó không phải là mới, nhưng mà nó mới theo cái nghĩa chính thống như vậy. Thế thì cái điểm mới mà theo tôi thấy, tức là cái tính đột ngột của cái sự ra đi của chủ tịch nước Việt Nam lần này nó khá là đột ngột ở cái chỗ rằng là cả một cái giai đoạn vừa qua đấy, tức là có thể nói là trong cái tuần vừa qua hay là cái tuần trước, thì là chúng ta vẫn thấy là cái hình ảnh của ông là vẫn được đưa loan ở trên cái phương tiện truyền thông rất là nhiều, từ TV cho đến là báo mạng hay là đài, rất là rõ cụ thể là ông có tham gia vào một số các cái có một số cái sự kiện. Tôi có thể kiểm tra lại đây, tức là đầu tiên là ngay buổi chiều ngày 19, tức là cách đây 2 hôm thôi, thì là chúng ta có thấy là ở tại phủ chủ tịch nước thì là chủ tịch nước Trần Đại Quang còn tiếp chánh án tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc ông Chu Cường đang có cái chuyến thăm và làm việc ở tại Việt Nam khi đó. Thế thì đấy là một sự kiện. Còn trước đó nữa thì là ông có một loạt các cái cuộc gặp với lại các cái chính khách hay là những cái quan chức của nước ngoài khác. Ví dụ như là hôm 11 thì ông có tiếp Tổng thống Indonesia tại Hà Nội. Tức là đây là tiếp là trong cái chuyến thăm mà chúng ta biết là chuyến thăm chính thức để đón tiếp cấp nhà nước, tức là có duyệt đội danh dự rồi để có ăn tối yến tiệc vân vân và vân vân. Rồi là ngày chiều ngày 12 thì là ở tại cũng là phủ chủ tịch thì là ông Trần Đại Quang là có tiếp Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản. Đấy là ông Taro Kono là có tới Việt Nam tham dự một cái hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, và cũng trao đổi luôn cả với lại chủ tịch nước cũng như là phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh về cái quan hệ song phương Việt Nhật. Rồi là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng gặp cả cố vấn cao cấp nhà nước là bà Suu Kyi nữa đó. Tức là có một loạt các cái cuộc gặp mà ở mang cái tính chất là chính thức cấp nhà nước như vậy. Rồi là ông cũng trong ngày 13 thì ông chủ tịch nước thì có gặp cả phó chủ tịch nước nhà nước Cuba nữa. Đấy thì chúng ta thấy rằng là ở trên truyền thông thì chúng ta thấy rằng có một loạt các cái hình ảnh và các cái sự kiện là chủ tịch nước thì vẫn làm việc và vẫn vẫn tiếp xúc và gọi là hội kiến với lại các cái nhà lãnh đạo hoặc các cái chính khách cao cấp của nước ngoài như vậy. Thế đồng phú thì đấy đến sáng ngày hôm nay thì là chúng ta có cái tin như vậy. Và cũng nói thêm rằng là trở lại cái ý mà tôi ban nãy đó, tức là có việc mà nhà báo Huy Đức ấy, loan tin nó không phải là chỉ riêng sáng nay mà là ngay từ tối hôm qua, thì nhà báo này cũng đã viết một cái dòng trạng thái ở trên Facebook cá nhân của anh ta. Và chúng ta biết rằng là mỗi một cái dòng trạng thái như vậy thì có nhiều khi đến có cả vài ngàn người vào thích hay là like hay là bình luận gì đó. Thì là hôm ngày tối hôm qua thì ông Huy Đức cũng đã viết một cái dòng trạng thái mang cái tính chất rằng là như là kiểu như gọi là báo trước một cái gì đó về cái tình hình sức khỏe của chủ tịch nước. Thế thì quý vị có thể vào tham khảo thêm. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, thế trước khi chúng tôi hỏi thêm nhà báo Nguyễn Hoàng ấy, thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một cái thông tin mà BBC tiếng Việt vừa mới đưa lên bên cạnh cái bài mà anh Nguyễn Hoàng vừa mới nhắc tới đấy, tức là về cái bài đưa tin ông Chủ tịch nước của Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc còn đang tại chức đấy. Thì cái bài mà chúng tôi vừa mới đưa lên cách đây ít phút đó là Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần vì virus hiếm. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút hôm 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo loan báo chính thức của Đảng Cộng sản. Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam rằng ông Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật Bản chữa trị. Theo ông Triệu thì ông Quang mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại. Các giáo sư bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho Chủ tịch nước khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Ông Triệu được
Tờ VN Express ngày 21 tháng 9 trích lời cho biết, tức là báo mạng của Việt Nam đấy. Ông Triệu cũng tiết lộ rằng từ tháng 7 năm 2017, Chủ tịch nước đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Thông tin chính thống nói, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đại Quang sinh năm 1956 và đi lên từ ngành công an. Các tài liệu chính thức nói ông theo học trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và trường Cao đẳng Ngoại ngữ Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, từ năm 1972 đến tháng 10 năm 1975. Quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ông Trần Đại Quang có học vị tiến sĩ luật học Đại học An ninh, trình độ ngoại ngữ cao học tiếng Trung. Ông được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội Đảng 11 năm 2011, phong hàm Đại tướng Công an năm 2012. Quốc hội Việt Nam vào tháng 4 năm 2016 bầu ông làm Chủ tịch nước. Khi đó ông là ứng viên duy nhất được giới thiệu cho chức vụ này. Theo báo chí khi đó, kết quả bầu cho vị trí Chủ tịch nước là với 483 trên 494 đại biểu có mặt, ông Quang được 452 phiếu đồng ý, chiếm 91,5%, có 29 phiếu không đồng ý, chiếm 5,8%. Trong những tháng qua, đã từng có lúc xảy ra đồn đoán về việc Chủ tịch Quang thôi chức vụ. Về sự nghiệp trong ngành công an, thì bài báo của BBC tiếng Việt mà quý vị có thể truy cập trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là bbcvietnammi.com viết tiếp. Sau khi tốt nghiệp ngành cảnh sát, ông về công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Nội vụ liên tục đến năm 1990. Ông trở thành Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh Bộ Nội vụ từ năm 1990 đến 1996, vân vân. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với phóng viên Nguyễn Hoàng là thường trú của BBC tiếng Việt và tại Việt Nam đang có mặt từ Hà Nội. Vâng, thế thì theo quan sát của anh ấy thì các cái câu hỏi chính, tức là cái quan tâm chính đấy của người dân, nếu có đấy, của người dân và các giới đang đặt ra từ cái tạm gọi là cái biến cố hay cái xung quanh cái sự kiện này hiện nay nó là gì, chẳng hạn như là về vấn đề bệnh tật, hay là vấn đề về ai sẽ thay thế như thế nào, hay là có cái đánh giá, cái nhận xét gì hay không về thân thế sự nghiệp của ông chủ tịch hay như nào ạ? Xin mời nhà báo Nguyễn Hoàng. Vâng, thế thì những cái về gọi là thân thế sự nghiệp thì như anh vừa mới đề cập thì là ở trên gọi là cái tiểu sử ở trên thông tin ở trên truyền thông thì người ta đã viết là rất là rõ rồi, chúng ta chắc là mở báo nào ra thì cũng thấy thôi. Thế về những cái tạm gọi là bệnh tật thì chúng ta cũng biết rồi, tức là những cái mà thông tin mà mang tính chất cá nhân như vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương như vậy thì chắc là họ cũng chỉ có thể nói những cái thông tin mà mang cái tính chất gọi là chung chung như vậy thôi, nhưng mà cũng chúng ta cũng tôi nghĩ rằng là nếu mà biết thêm thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thế thì cái việc mà những cái thông tin mà về sức khỏe như vậy thì tất cả những cái nguồn mà chính thống thì chúng ta phải xem ở cái báo chí của nhà nước và những cái thông tin của các cái cơ quan phát ngôn chính thức. Thế còn trả lời câu hỏi của anh về cái việc có cái sự đồn đoán là ai thay thế hoặc là hay không ấy thì tất nhiên là ở trong góc độ người dân thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà bàn tán về cái chuyện tang lễ cấp nhà nước tổ chức thế nào thì là chắc chắn là người ta cũng sẽ gọi là người Việt Nam thì cứ nói rằng là không quan tâm đến chính trị, nhưng mà gọi là chính trị tạm gọi là mang tính chất vỉa hè thì người ta cũng, tôi thấy rằng là cả người dân cũng hay rất là quan tâm hỏi han rồi thế này thế kia, không có thể là cái giới mà mình tiếp xúc thì có thể là họ quan tâm chẳng hạn. Thế thì rõ ràng là theo cái hiến pháp của Việt Nam thì cái người mà tạm giữ quyền chủ tịch nước sẽ là thuộc về bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đó. Thế thì đấy là cái về mặt hiến pháp là như vậy. Thế còn xa hơn, tính về xa hơn là ai sẽ vì chúng ta biết rồi, tức là cái đại hội 12 thì bây giờ mới được hơn phân nửa thôi, thì chúng ta còn một cái chặng đường khoảng nữa hơn 2 năm nữa thì mới hết cái đại hội 12 thì cái người mà sẽ thay thế vào cái ghế chủ tịch nước như vậy là ai thì đó là vẫn là còn một câu hỏi, và có thể là cũng sẽ phải được thông qua theo một cái hình thức bầu như thế nào đó ở trong ủy ban trung ương chẳng hạn, hoặc là qua một cái sự lựa chọn nào đó hoặc một cái hình thức nào đó, thì cái này chúng ta cũng còn chờ xem sao.
Vâng, thế xin được cảm ơn phóng viên nhà báo Nguyễn Hoàng là phóng viên thường trú của VTC tiếng Việt tại Việt Nam đang có mặt và tham gia chương trình trực tuyến từ Hà Nội. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng và xin hẹn gặp lại anh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin mời các quý vị theo dõi một video clip mà BBC tiếng Việt vừa thực hiện về chủ tịch nước, tức là cố chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn đặc biệt của BBC tiếng Việt nhân sự kiện Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang qua đời. Và bàn tròn này sẽ bình luận về cái diễn biến này. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết nối với vị khách của chương trình tham gia qua đường điện thoại viễn liên. Đó là luật sư Trần Quốc Thuận tham gia từ Sài Gòn. Vâng, không biết là luật sư có nghe thấy studio của chúng tôi lúc này hay không ạ? Vâng, tôi đang theo dõi và cũng nghe rõ. Vâng, dạ vâng, xin luật sư có thể vui lòng chia sẻ cái cảm tưởng của ông khi biết cái tin này ạ. Cái việc chủ tịch nước mà sức khỏe suy kiệt, suy yếu thì tôi cũng đã nghe từ lâu rồi. Nên là và tôi cũng biết rằng là có nhiều người cũng nói với tôi biết rằng là ông này bị một bệnh ngặt nghèo khó qua khỏi. Nhưng mà hồi đó người ta gọi là tạm gọi như là bí mật thông tin, người ta không tiết lộ những cái đó ra. Thì bây giờ thì mọi việc nó không khai ra thì đã 6 lần bị ngực một loại virus đặc biệt gì đó. Cho nên cái việc mà ông Trần Đại Quang mà sức khỏe giảm và ở cái vị trí mà trong nhà nước, mặc dù theo hiến pháp thì quy định rất lớn, nhưng mà trong thực tế thì đó mình mang đến cách là tượng trưng. Cho nên nó ít khi nó có những cái tác động sâu rộng về đường lối chính sách và nhất là trong đời sống của nhân dân. Cho nên cái sự quan tâm người ta đối với nhân vật như vậy thì người ta quan tâm không được nhiều, không được cao. Và trong vòng gần 2 năm, 170 mấy ngày đó thì rõ ràng cũng chưa có cái việc làm gì có cái dấu ấn. Và trong thời điểm đó, thời điểm có một hội nghị quốc tế lớn thì chỉ là vai trò tiếp khách thôi, chứ cũng không phải là vai trò gì nắm vai trò quan trọng. Cho nên cái việc mà ra đi như thế thì có người gọi điện thoại nói cho tôi, nhưng mà họ cũng nói một cách bình thường, họ nói cái việc đó để chắc nó đến là đến rồi, sức khỏe như thế rồi. Và cái điều quan trọng nó tác động là cái vai trò vị trí và quyền lực công nó không có ảnh hưởng đến cái đời sống chính trị của rộng rãi. Tôi cũng cảm nhận và thấy như thế. Cho nên đó là ông ra đi thì cũng là điều đáng tiếc, vì tính nào là có học hàm học vị rồi, tuổi còn trẻ, nhưng mà rõ ràng là trong cái nhiệm kỳ của ông đó thì mình đang xảy ra cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng quyết liệt, củi khô củi xanh gì đó thì chưa có những kết luận gì, nhưng mà những đồn thổi về xung quanh những chuyện này những kia, và kể cả vấn đề đối tác đó, nó cũng tác động nhất định trong cái tâm tư tình cảm của người dân Việt Nam. Cho nên cái việc ông ra đi đó thì người ta không đón nhận một cách là bất ngờ, mà ta cho rằng đó là một việc nó đến mà thì đến. Vâng, xin cảm ơn cái chia sẻ vừa rồi của luật sư Trần Quốc Thuận tham gia chương trình từ Sài Gòn. Ở trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ bbcvietnamnews.com đấy, thì trong cái bài Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời lúc đang tại chức được cập nhật live, tức là cập nhật trực tuyến ấy, thì chúng tôi có đăng cái ý kiến của đại sứ Anh tại Việt Nam đấy, và đại sứ Anh và Mỹ nói về cái sự kiện Chủ tịch Quang qua đời. Thì về phần của đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Wood có viết trên trang Facebook cá nhân của ông, nói rằng
Tôi cảm thấy rất buồn khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời. Cách đây hơn một tháng, tôi đã có dịp được gặp ông. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của ông và toàn thể người dân Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Christenbrink thì chia sẻ bức ảnh ông chụp cùng với Chủ tịch Trần Đại Quang đăng trên Facebook. Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi, tức là ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản ông để lại và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông. Mời quý vị vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ bbcvietnamnews.com để theo dõi các cái tin tức có liên quan. Bây giờ chúng tôi đã kết nối được với tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Ông là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tham gia chương trình từ Sài Gòn. Thưa ông Phạm Chí Dũng, trước hết xin được nghe cái chia sẻ về cảm tưởng của ông về cái sự kiện này. Và đặc biệt là ở Sài Gòn thì ông quan sát thấy những cái phản ứng của dư luận, người dân hay các giới ra sao? Xin kính mời ông. Cảm tưởng của tôi có lẽ là tôi phải nhắc lại một cái cảm giác của tôi khi mà ông Trần Đại Quang nhậm chức Chủ tịch nước vào năm 2016. Tôi cảm thấy dường như là số phận, con đường đi của ông Trần Đại Quang không ổn lắm. Tôi nói về góc độ riêng cá nhân của tôi, và có vẻ như là cái sự nghiệp của ông sẽ không được trọn vẹn. Tôi cảm giác điều đó, và thậm chí là cảm giác có một gì đó xấu có thể xảy ra đối với ông. Thế thì quả là cuối cùng thì ông đã ra đi một cách tôi nghĩ là không trọn vẹn đâu, không trọn vẹn. Mặc dù ở cái tuổi được coi là còn trẻ trong bộ chính trị như vậy, và ông Trần Đại Quang ra đi và cũng không để lại một cái dấu ấn gì đáng kể. Thực sự là cái dấu ấn đáng kể nhất của ông là thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Tôi nghĩ là có lẽ là cái dấu ấn đáng kể nhất của ông là đã chỉ huy những cái chiến dịch đàn áp nặng nề đối với giới đấu tranh hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và bắt nhiều người. Và cái di sản của ông Trần Đại Quang để lại thì tất nhiên ngày hôm nay mà nói cái điều đó đối với một người vừa mới qua đời ấy, thì kể ra nó cũng có cái gì đó, tôi nghĩ rằng nó hơi khập khiễng. Nhưng mà cũng phải, nếu mà đánh giá một cách khách quan thì cũng phải nhắc lại cho nó đầy đủ rằng người nào có công, người nào có tội, và người nào làm được cái việc gì đó. Thì tôi nghĩ rằng cái di sản ông Trần Đại Quang để lại, thậm chí là cho cả cái Bộ Công an sau này kế thừa, đến đời ông Tô Lâm còn đàn áp nhân quyền mạnh hơn nữa. Và tất nhiên là với tư cách là những người hoạt động độc lập và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam thì chúng tôi không thể đồng tình với cái cách giải quyết của Bộ Công an, một cái bộ được coi là cái bộ đã đàn áp nhân quyền vô cùng nặng nề từ thời ông Trần Đại Quang. Và cái di sản thứ hai mà ông Trần Đại Quang để lại ấy, thì tôi nghĩ rằng cái dấu ấn lớn nhất của ông là thời Bộ trưởng Bộ Công an trước khi làm Chủ tịch nước là ông đã có một cái chuyến đi tiền trạm, mà đi Washington tiền trạm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để ông Nguyễn Phú Trọng đi Washington sau đó gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Và trong cái chuyến đi tiền trạm đó thì vào tháng 3 năm 2015 thì ông Trần Đại Quang đã được rất rất nhiều quan chức tiếp, và quan chức của Mỹ tiếp, kể cả quan chức của Bộ Quốc phòng, của FBI, rồi của CIA, vân vân tất cả. Nhưng mà sau đó thì cái vai trò của ông mờ nhạt hẳn kể từ tháng 7 năm 2017, và không biết là vô tình hay hữu ý thì lại trùng khớp với một cái sự kiện, tức là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị phía Đức cáo buộc là do mật vụ Việt Nam thực hiện tại Berlin vào cuối tháng 7 năm 2017. Và sau đó thì có đến gần một tháng trời, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2017 thì ông Trần Đại Quang bị coi là biến mất. Và thậm chí có một lần biến mất nữa là vào tháng 4 năm 2018. Và cái dấu ấn mà về mặt đối ngoại duy nhất mà ông Trần Đại Quang thể hiện được đáng kể trong cái sự nghiệp khoảng hơn 2 năm làm Chủ tịch nước của ông là cái
khi mà ông dự cái hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương, tức là APEC, ở thành phố được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đấy, vào tháng 11 năm 2017, thì lúc đó thì ông Trần Đại Quang đã được đứng chung với các nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là các nguyên nguyên thủ quốc gia danh tiếng của thế giới như là Vladimir Putin hay là Donald Trump hay là Tập Cận Bình hay là một số người khác mà không phải là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thật đáng tiếc là cái dấu ấn cuối cùng ông Trần Đại Quang để lại là một cái dấu ấn mà dư luận cho là ông ta bị bịt miệng. Tại vì ngày 19 tháng 6 khi trong cái cuộc họp thì ông Trần Đại Quang không biết là thực chất có phát biểu cái câu này hay không, nhưng mà báo Tuổi Trẻ đã đăng là ông Trần Đại Quang phát biểu là cần có luật biểu tình. Đấy. Và sau đó thì chỉ vài giờ đồng hồ sau thì báo Tuổi Trẻ gỡ toàn bộ cái nội dung đó ra khỏi. Và nhưng mà rất nhiều người đã còn lưu lại cái bản của báo Tuổi Trẻ như vậy, và người ta cho rằng về cái sự nghiệp, dấu ấn cuối đời của sự nghiệp chính trị của Trần Đại Quang là bị bịt miệng. Còn về dư luận của các Facebooker trên mạng xã hội, các blogger trên mạng xã hội nói chung đối với cái chết, sự ra đi của ông Trần Đại Quang á, thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, hơi ngạc nhiên là tại sao họ nói đành phải nói thẳng cái điều này thôi. Và tất nhiên tôi phải nói với anh Quốc Phương, đây là thông tin theo cái quan điểm cá nhân của tôi, góc nhìn cá nhân của tôi thôi, là từ chiều đến giờ, từ 10 giờ sáng khi mà thông báo cái chết ông Trần Đại Quang tới giờ, thì đa số có thể nói Vâng. đến đến 90%, 95% các cái thông tin ở trên mạng xã hội là họ tỏ ra vui mừng. Tôi phải nói về một điều như vậy, nói thẳng nói thật là họ tỏ ra vui mừng trước cái chết của ông Trần Đại Tại Quang. sao ạ? Và Tại sao họ, ạ? Vâng. tại vì cứ nhìn vào cái nội dung của họ, khi họ họ đặt về, họ làm thơ, họ chế giễu, họ nói rất nhiều thứ. Và tôi nghĩ là toàn bộ cái bộ chính trị Việt Nam nên đọc những cái dòng chữ như vậy, nên đọc những cái dòng chữ, những cái bài thơ, những câu về, những cái lời chỉ trích phê phán như vậy, và nhắc lại những cái được gọi là thành quả của ông Trần Đại Quang như vậy, thì để thấy rằng người dân họ tin đảng tới mức nào. Và thậm chí là một cái điều rất đặc biệt là họ nhắc lại trên mạng xã hội, họ nhắc lại và nhắc lại lan truyền rất nhiều, như một lời sấm về cái lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mấy trăm năm về trước, là Bình Chúc Vô Minh Quang Tự Diệt, Trọng Ngân Bạc Phúc Sản Tự Vong. Vâng, thế xin cảm ơn cái bình luận vừa rồi của ông Phạm Chí Dũng. Bây giờ chúng tôi xin phép được hỏi thêm một cái ý nữa ở đây ạ. Đó là ông là cũng là người ở trong cái ngành, có thời gian công tác ở trong ngành an ninh của bên Việt Nam đó, nếu chúng tôi không nhầm đấy. Vâng, và bây giờ thì ông là một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, một số người gọi là một cái hình thức của gọi là người nhà bất đồng. Thì ông ngoài những điều ông vừa nói với rồi đấy, thì ông có bình luận thế nào về cái câu chuyện ở cái di sản của ông Trần Đại Quang trong cái ngành công an của Việt Nam? Rồi thì vừa rồi thì cũng có một số những cái cuộc gọi là những cái vụ án đó được đem ra xử hoặc là đang tiếp tục là đang được điều tra với nhiều cán bộ trung cao cấp trong ngành đó, thì ông có bình luận gì hay không? Có cái liên hệ gì hay không với ông Trần Đại Quang hay là không có hay như thế nào? Tôi chỉ biết rằng trước đây tôi công tác không phải là trong ngành an ninh mà cái khối nội chính bên đảng. Và vào cái thời đó năm 2011 2012 khi tôi công tác ở trong khối nội chính của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng là lúc mà ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an. Và tôi biết về ông Trần Đại Quang không nhiều. Tôi chỉ biết thực sự về ông Trần Đại Quang khi tôi bị bắt vào tháng 7 năm 2012. Và tôi biết là đó là theo cái chỉ đạo của ông Trần Đại Quang, người bắt về và áp luôn vào cái điều 79 là lật đổ chính quyền. Là tôi biết là cái đó là chỉ đạo của ông Trần Đại Quang và ông Tô Lâm, và trên nữa là ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó thì tôi biết là như vậy. Và tôi cũng muốn nhân đây thì tôi nói thêm, tức là vào năm 2012 ấy, thì không chỉ có tôi bị bắt mà còn có một trường hợp nữa cũng bị bắt, đó là cô Nguyễn Phương Uyên, thì bị bắt vào tháng tháng 10 năm 2012. Thế thì sau này đến năm 2013 thì tôi mới biết là cô Nguyễn Phương Uyên, là cái ngày sinh của cô Nguyễn Phương Uyên ấy, là ngày 12 tháng 10. Và cũng đúng năm 2013 thì tôi lại biết là cái ngày sinh của ông Trần Đại Quang cũng là ngày 12 tháng 10. Và thế là tôi mới nói Phương Uyên, thế là Phương Uyên ơi, như vậy là chúng ta có cùng ngày sinh rồi. Tức là cả tôi, cả Phương Uyên, cả Trần Đại Quang đều có cùng ngày sinh ngày 12 tháng 10. Thế thì cuối cùng thì tôi muốn nói là cái vấn đề cái ngày sinh để làm như thế nào, là
cuối tháng 8 năm 2013 thì Phương Uyên được thả, và đến tháng 12 năm 2017 á thì Phương Uyên đã đi Mỹ để du học. Đó là số phận của một một người sinh ngày 12 tháng 10. Còn đối với ông Trần Đại Quang á, thì số phận của ông ta cũng sinh ngày 12 tháng 10, nhưng mà Vâng. đã kết thúc một cách tôi nghĩ là không trọn vẹn lắm. Vâng, rồi xin cảm ơn ông. Vâng, thực ra chúng tôi cũng rất muốn là được ông Phạm Chí Dũng chia sẻ cụ thể hơn về cái câu chuyện là cái Bộ Công an ở Việt Nam bây giờ nó cái hiện trạng ra sao, đặc biệt là sau khi mà ông Trần Đại Quang ra đi đấy thì nó như thế thế nào. Nếu ông có ý kiến thật nhanh thì rất là cảm ơn ông. Nếu không thì chúng tôi sẽ xin chuyển câu hỏi sang cho vị khách tiếp theo. Xin mời ông Phạm Chí Dũng tiếp tục. Tôi chỉ nhận xét ngắn gọn là thế này, là Bộ Công an đã được nhiều dư luận, rất nhiều dư luận cho rằng dưới thời ông Trần Đại Quang á, là một cơ quan lạm phát về phong tướng và xảy ra rất nhiều bê bối, và chúng ta đã chứng kiến những cái bê bối sau này liên quan tới cái đường dây đánh bạc công nghệ cao được bảo kê trực tiếp bởi công an, bởi các trung tướng, thiếu tướng Phan Văn Vĩnh rồi Nguyễn Thanh Hóa vân vân và vân vân, rồi xảy ra cả cái vụ Vũ Nhôm, rồi các kể cả một cái tổng cục tình báo cũng giải thể luôn, vân vân, nhiều chuyện. Và đến năm hai khoảng giữa năm 2017 thì đã bắt đầu đã có cái kế hoạch của ông Nguyễn Phú Trọng là cải tổ Bộ Công an. Nói chính xác hơn là gọi là cái từ danh nghĩa là tái cơ cấu Bộ Công an, nhưng mà thực chất là giải thể toàn bộ các cái tổng cục đầu mối trung gian của Bộ Công an, và một cách nào đó có thể gọi là thay máu Bộ Công an. Và trong đó, trong cái phần thay máu đó thì chắc chắn là đã liên quan tới những cái nhóm, những cái bộ phận nhân sự không nhỏ của ông Trần Đại Quang, đời Bộ trưởng Công an trước đây. Và đến đầu năm 2018, khi cái kế hoạch tái cơ cấu gần như hoàn tất và đưa ra trình Bộ Chính trị, và Bộ Chính trị thông qua, để đến giữa năm 2018 thì chính thức là đã tiến hành cái việc mà giải thể toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an. Thì lúc đó thì có thể hiểu là cái thế và lực của ông Trần Đại Quang, kể cả cộng với cái tình trạng sức khỏe được coi là bị lúc đó là được xem là ung thư máu của ông Trần Đại Quang, lúc đó đã xuống khá nhiều rồi. Và khi mà với cái sự ra đi của ông Trần Đại Quang, sự ra đi vĩnh hằng của ông Trần Đại Quang vào lúc này á, thì có thể hiểu là thế lực của ông Trần Đại Quang, hay chính xác là thế lực của phe phái ông Trần Đại Quang trong Bộ Công an nói riêng và trong chính trường Việt Nam nói chung đã chấm dứt cái thời kỳ hoàng kim của nó và đã chuyển sang một cái thời kỳ mới. Có thể nói thời kỳ thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng. Và chúng ta cũng để ý là vào tháng 8 năm 2018, tức là cách đây có một tháng thôi, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đạt được một cái thành tích lớn khi mà nắm được toàn bộ hai cơ quan cực kỳ quan trọng trong Bộ Công an. Một là cơ quan an ninh điều tra và hai là cơ quan cảnh sát điều tra. Cả hai cơ quan đó đều là những cái người được coi là thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng, như là ông Bùi Văn Nam, Thượng tướng Bùi Văn Nam Thứ trưởng, và ông Thượng tướng Lê Quý Vương Thứ trưởng phụ trách. Và đó điều đó cho thấy là kể từ nay trở đi thì Bộ Công an đã thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng. Vâng, thế đó là ý kiến riêng của ông Phạm Chí Dũng. Bây giờ thì chúng tôi xin được hỏi ông Trần Quốc Thuận, luật sư Trần Quốc Thuận là nguyên phó chủ tịch, phó chủ nhiệm thường trực của Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Thưa ông, bây giờ thì đến lượt ông ạ. Thì ông có nghe cái bình luận vừa rồi của Phạm Chí Dũng thì không biết ông có đồng ý hay không, hay là ông có cái bình luận gì thêm hay không về cái di sản, nhìn lại cái di sản của cố chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang vừa mới qua đời. Như Quốc Phương mới vừa nhận xét thì đó là ý kiến cá nhân của anh Dũng, thì tôi cũng không có ý kiến gì để bình luận thêm. Còn về quan điểm của tôi đó thì thấy ông Trần Đại Quang đó để lại một cái di sản, thì gọi là cái di sản tôi dùng chữ là nặng nề nhất tính là cái Bộ Công an. Cái Bộ Công an đó đã có lần tôi nói đây là một cuộc lại cải cách hay là đúng nghĩa nó chữ là thay máu toàn diện. Từ 12 cái tổng cục mà sự giải giải thể hết rồi, chỉ còn lại là các cái cục, thì rõ ràng là hàng loạt tướng lĩnh rồi chỉ quan cấp cấp tá cấp này kia phải ra đi, phải được bố trí trở lại. Đó là một cái câu chuyện, là một cái di sản. Và cái di sản đó không phải là chỉ là sắp xếp bộ máy khổng lồ như thế, rồi phong tướng phong phong quan là hàng loạt như thế, rồi bây giờ cái việc bố trí nó như thế nào, thì đó là cái câu chuyện cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà cái mà để lại mà người ta nói nhiều, tức là để lại
những cái dấu hiệu tiêu cực bây giờ đã thành tội phạm rồi, như cái vụ án Vũ Nhôm, vụ án Út Trọng này khác, thì đó là những cái, rồi một số tướng lĩnh chính trong những điều tra tiêu cực. Cho nên qua cái đó là trên trang mạng và trên trang xã hội đó người ta nói rất nhiều về ông Trần Đại Quang, thì không biết là nói có hay không có, nhưng mà cái đất nước Việt Nam này đã đáng để những câu chuyện mà nói đến những người lớn như thế thì phải có một cơ quan nào trả lời là có hay không có, nó là cái gì. À, chứ còn nếu không đấy là cái gì thì rõ ràng người ta bảo là đâu có phải thể là chết, tức là nghĩa tử là nghĩa tận, thì xóa hết tất cả những cái đó thì nó là cái gì. À, tôi đang nghĩ đến cái quyết định 102 của Bộ Chính trị, và nếu những người nào liên quan đến những cái việc mà có dấu hiệu tiêu cực mà nghiêm trọng thì cho dù mà có ra đời qua đời đi thì cũng cái kết luận đó là cái gì. Thì tôi nghĩ rằng cái kết luận trách nhiệm về cái thiết kế của bộ máy công an và thiết kế của bộ máy mà bây giờ nó nhiều người bị phạm tội như thế thì trách nhiệm ở nào, thì cái đó cái là có áp dụng một cái quy định trong cái quy định 102 hay không, thì đó là cái câu chuyện mà người ta nghĩ là cái nên vấn đề là cái đặt ra phải làm một cách nó không có vùng cấm, nó rõ ràng sòng phẳng, chứ không thể để một cái người mà ra đi thì nếu mà nó có hay không có thì cũng nói cho nó rõ, nói cho mọi người giống như là không có vấn đề gì cả. À, chứ còn thì qua những cái vụ án mà hiện giờ nó đang thì đang còn tạm gọi là chưa bứng tận gốc của nó, cái vụ như là Vũ Nhôm bây giờ nó lan đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi một loạt các cái vụ như là Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì cũng không làm nó nơi cái chốn, thì tại sao làm ở đâu, lý do làm sao, mà cái vụ đó tôi nói là nó rất nhiều tỷ đô la giá trị, nó rất nhiều tỷ đô la đất đai đó, thì tất cả những cái đó là nó là nằm ở trong các cái cơ quan đó, cơ quan đó phải làm, nếu mà không làm thì trách nhiệm tính nào, lý do là sao. Thì tất cả những câu chuyện đó tôi nghĩ rằng không phải hệ là nhắm mắt ra đi thì tất cả những cái đã để lại như thế rồi mình xóa đi, nhưng mà cái lẽ cũng phải làm rõ theo tinh thần của quyết định 102, thì cho dù có ra đi thì cũng phải làm cho rõ kết luận đã đúng sai thế nào để cho người ta yên yên lòng, chứ không mà chặt cái nói đây rất hoài thì để dân ra chuyện. Rồi còn cái câu chuyện thì tôi nói là cái mà để lại của ông Trần Đại Quang thì trong những kỳ vọng chỉ còn 2 năm như thế, thì có lẽ là nó nổi bật lên là nhờ nó có những cái hội nghị quốc tế lớn ở Việt Nam như APEC, thì cũng có cơ hội để gặp những nguyên thủ quốc gia thế này thế kia, thì thực tế vị thế Việt Nam nó đi lên cùng vị thế Việt Nam, thì đó cũng nói là đóng góp thành này. Nhưng mà cái câu chuyện mà hai vị đại sứ, tôi thì cũng đụng chạm đến mấy ông đại sứ không có quyền nhận xét không, nhưng mà hai vị đại sứ của Anh và của Mỹ thì ca ngợi ông Trần Đại Quang này thế này, thì tôi cho rằng cái chuyện nhận xét đó là ở Việt Nam, đường lối của Việt Nam đó không phải là của một cá nhân, mà nó là cái đường lối đó là thành quả hoạt động của cả đất nước, của cả nhân dân trong nước và tất cả các cái bộ phận nào kia. Thì cái đường lối đang mở ra mà kêu gọi cái này kia thì người ta lại ca ngợi ở chỗ này để đóng góp của cá nhân, thì tôi cho thì cái việc ca ngợi đó có phải trên là nó chưa được toàn diện chăng, còn thì đánh giá lại cho nó rõ ràng. Còn về mặt ngoại giao thì có quyền có ca ngợi thì có ca ngợi, nhưng mà ca ngợi của cái người mà có nhiều tin tức đồn thổi như thế đó, thì rõ ràng nó không làm cho người dân người ta yên lòng, người ta tin theo, thì đó là cái câu chuyện cũng cần bị đặt ra. Còn cái câu chuyện là có lẽ là đã đến lúc cần phải nói chưa, là ai là người thay thế ông Trần Đại Quang, sau khi ông Trần Đại Quang ra đi rồi thì cái vai trò chủ tịch nước là ai. Thì người ta trước mắt thì theo hiến pháp thì phó chủ tịch nước là quyền chủ tịch nước rồi, nhưng mà dĩ nhiên là cũng theo nhận xét thì cái quyền của chủ tịch nước này khả năng mà lên chủ tịch nước là gần như không có, thì sẽ có người làm chủ tịch nước, thì có người đang nói đến là ông Thiện Nhân hay là ông Vượng, thì tôi cho rằng có lẽ là hai ông này, thì theo tôi cho rằng cái khả năng người ta đưa lên hình ảnh là đưa ông Thiện Nhân là người cao hàm quý, tiếng Anh là thông thạo, tiếng Đức thông thạo để tiếp xúc người nước ngoài, nhưng mà người ta không nhìn lại cái quá trình lịch sử của con đường ông này. Cho nên tôi nhớ là trong cái hội nghị giữa nhiệm kỳ của cái Trung ương 11 đó, thì có cái việc tái lập lại cái ban kinh tế và cái ban nội chính, thì cái hai ứng cử viên mà phải nói rằng là ông Trọng giới thiệu ra và cái bữa tiệc thiệu ra để ứng cử vào cái chức đó, tức là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ,
thì hai người này đều không trúng cử và trúng cử hai người khác, thì trong đó có ông Thiện Nhân. Thì cái gì một cái người mà được đưa vào và giới thiệu không trúng cử mà lại đương đầu với những ứng cử viên mà ứng cử viên ruột của người ta, thì người đó bây giờ phải đưa lên một vị trí cao hơn, thì tôi cho rằng khả năng đó gần như là rất là khó, gần như không còn. Người ta có hay nhận xét của kiểu bề nổi, thì tôi cho rằng cái nhận xét nên nhìn theo sâu hơn. Thì bây giờ cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Việt Nam là cuộc đấu tranh một mất một còn, sống còn, chứ không phải là cuộc đấu tranh đơn giản. Nếu mà như thế nào đó thì các cái thế lực chống lực đã cấu kết lại thì nó trở thành những vấn đề rất là phức tạp. Vâng. Cho nên thấy chăng là đã đến lúc là nên hợp thức hai cái chức danh là chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước. Và vừa qua thì tôi đã nhìn thấy cái ông tổng bí thư này, ông đã đang làm vai trò của chủ tịch nước đủ, rất là đầy đủ, nào là đi thăm Pháp rồi thăm Nhật rồi thăm Mỹ rồi thăm Hoa Kỳ, thăm đại nước kêu tất cả những nước hiện tại Trung Quốc, thì tổng bí thư đã điều được thăm. Thì cái vị trí mà làm cái vị trí nguyên cứu quốc gia là chủ tịch nước thì rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng đã làm rồi, và bây giờ đã đến lúc là nên họp thứ ba cái chức này lại. Thì đó là cái câu chuyện người thay thế ông Trần Đại Quang. Vâng, xin cảm ơn cái chia sẻ bình luận vừa rồi của luật sư Trần Quốc Thuận. Trên trang BBC tiếng Việt chúng tôi thì cũng trích đăng một cái ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai ở Hà Nội viết trên Facebook cá nhân của ông, nói về cái vị trí chủ tịch nước Việt Nam. Thì ông Trai nói rằng là nếu ghế chủ tịch nước trống, tôi ủng hộ phương án hợp nhất tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Nhân tiện đây chúng tôi xin giới thiệu một vài ý kiến của các cái nguồn khác nhau đấy mà BBC nhận được trong cái dịp này. Trước hết là chúng tôi nhận được cái ý kiến trả lời phỏng vấn của giáo sư Kantayer, một nhà nghiên cứu về Việt Nam học đấy, từ Úc, nói về di sản của ông Trần Đại Quang như sau. Ông Trần Đại Quang chỉ phục vụ 28 tháng trong nhiệm kỳ 5 năm của ông với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam. Vai trò của Chủ tịch nước chủ yếu là nghi thức và mang tính biểu tượng. Ông lên nắm quyền khi Bí thư Đảng ủy Nguyễn Phú Trọng, ý nói là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu nhiệm kỳ thứ, ở đây chắc là nhiệm kỳ thứ hai, và cương quyết tái khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng trên hệ thống chính trị của Việt Nam sau thời kỳ 10 năm tương đối đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Vẫn ý kiến của giáo sư Kantayer trả lời BBC tiếng Việt ngày 21 tháng 9 năm 2018, nói ông Quang đã hỗ trợ cho chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, thậm chí kể cả các quan chức tham nhũng trong Bộ Công an cũ mà ông đã đứng đầu trước khi ông lên làm chủ tịch. Ông Quang bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 7 năm 2017 và được điều trị y tế tại Nhật Bản ít nhất 6 lần. Trong thời gian làm Tổng thống, ông Quang gặp gỡ với các Tổng thống Barack Obama và Donald Trump. Năm nay thì ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có một cuộc phỏng vấn với tờ Tuổi Trẻ, tờ báo Thanh Niên, cho thấy sự đồng cảm của mình đối với các cuộc biểu tình công khai chống lại việc các doanh nghiệp Trung Quốc có thể thuê 99 năm trong 3 khu kinh tế đặc biệt, tức là 3 đặc khu kinh tế và hành chính ấy, đang được xem xét trong dự thảo luật đặc khu. Tờ báo Tuổi Trẻ bị đóng cửa trong một thời gian bởi chính quyền. Lập trường của ông Chủ tịch nước Quang đó sẽ phổ biến ở Việt Nam. Thì đây là ý kiến của giáo sư Kantayer trả lời phỏng vấn của VC tiếng Việt. Cũng có cái tuyên bố của ông Phil Robertson là phó giám đốc khu vực Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói về ông Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang mới qua đời. Ý kiến này nói là di sản trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Trần Đại Quang là một cuộc đàn áp nhân quyền kéo dài nhiều năm và khiến nhiều tù nhân chính trị bị rơi vào chốn lao tù hơn bất kỳ thời điểm nào trong những năm tháng gần đây. Và hơn bất kỳ ai, ông Quang cũng là người đã giúp Bộ Công an xâm nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam, gây ra tình trạng vi phạm nhân quyền, tham nhũng và uy hiếp, kèm theo sự hiện diện ngày càng gia tăng của cảnh sát. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bộ Công an của Việt Nam đã có quyền lực vô cùng to lớn đối với Bộ Chính trị Đảng Cộng sản cầm quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xem liệu ảnh hưởng của Bộ trưởng Bộ Công an có còn được duy trì hay không. Một ý kiến khác nữa là của nhà nghiên cứu phân tích chính trị, ông Lê Hồng Hiệp, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore, nói về nhiệm kỳ của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang Việt Nam và nói rằng là chưa để lại nhiều dấu ấn. Ý kiến này nói, ông Trần Đại Quang chỉ làm được nửa nhiệm kỳ thôi,
thời gian là ông chống chọi với bệnh tật thì kéo dài quá nhiều. Ông Quang chưa để lại nhiều dấu ấn mà bên cạnh đó có nhiều thông tin không có lợi cho uy tín của ông khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Chính vì vậy mà nó phủ một bóng đen lên nhiệm kỳ của ông, và do vị trí của ông mang hình thức lễ nghi là chính nhưng không có nhiều thực quyền. Những công việc của ông Trần Đại Quang đã làm chưa để lại được nhiều dấu ấn với người dân và quốc tế. Điều đáng tiếc là ông không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và đột ngột từ trần. Ai sẽ thay thế ông Trần Đại Quang? Câu hỏi này sẽ chưa thể có câu trả lời ngay, có nhiều đồn đoán khác nhau, nhưng việc lựa chọn ứng cử viên thay thế ông Trần Đại Quang có lẽ sẽ được quyết định ở Hội nghị Trung ương 8 sắp tới. Có lẽ người dân Việt Nam sẽ nhớ tới ông ở khía cạnh tranh cãi nhiều hơn là những dấu ấn tích cực mà ông đã để lại. Thì đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp trả lời phỏng vấn của BBC từ Singapore. Ngay trước bàn tròn đặc biệt này, chúng tôi đã có liên lạc với một nhà nghiên cứu và quan sát khác, đó là tiến sĩ Hào Hoàng Hợp. Thì ông Hào Hoàng Hợp cho rằng là đây chúng tôi xin được lược ý thôi, nói rằng là ông Trần Đại Quang đã thực hiện được 13 cái nhóm nhiệm vụ được quy định ở trong hiến pháp của ông, và cho rằng là ông đã thực hiện khá là tròn vai. Thế đấy là ý kiến riêng của ông Hào Hoàng Hợp. Bây giờ thì tiếp tục chương trình, thì chúng tôi xin được hỏi ông Phạm Chí Dũng. Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông đã nghe cái ý kiến vừa rồi của ông của luật sư Trần Quốc Thuận. Đó, thì không biết là ý kiến của ông như thế nào, đặc biệt là về các cái phương án thay thế nhân sự sắp tới đây, và nếu các phương án đó nó hình thành đấy thì các cái tác động, các cái ảnh hưởng của nó hệ lụy ra sao? Xin kính mời tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Tức là từ trước khi Trần Đại Quang qua đời ấy, thì cũng đã có phương án, đã có thông rộng lập lịch những cái phương án thông tin về những cái phương án về cái chức danh chủ tịch nước, như là ai sẽ thay thế Trần Đại Quang nếu như Trần Đại Quang không còn nữa, hoặc là nếu không phải là cái phương án thay thế cái chức vụ chủ tịch nước thì liệu có cái phương án là nhất thể hóa hai cái chức vụ là chủ tịch nước và tổng bí thư đảng hay không. Thì lúc đó đã có cái thông tin này rồi, và thông tin này thậm chí là đã break là từ tháng 7 năm 2017 khi mà Trần Đại Quang lúc đó là có cái sự biến mất lần đầu tiên. Thế thì càng ngày thì cái thông tin này càng phổ biến hơn. Nhưng mà tôi cho rằng thế này, cái vấn đề cốt từ quan trọng nhất là cái này không phải là cái ghế ngồi. Không phải là cái ghế ngồi, đừng có bàn cái ghế ngồi, và các vị chóp bu Việt Nam nên rút ra một cái bài học rằng đó, nhìn những Đinh Thế Huynh, những Trần Đại Quang, đó, những Nguyễn Bá Thanh, tất cả rồi cũng trở về cát bụi mà thôi. Và nếu như là còn tham sân si quyền lực, tất cả những cái đó không dẫn tới đâu cả, mà trong khi đó anh không đóng góp gì cho dân cho nước. Cho nên là cái ghế ngồi của anh nó chỉ có ý nghĩa khi nào mà thực chất cái đó có lợi cho dân cho nước, chứ không phải là cái vấn đề là anh kiêm thêm một cái chức chủ tịch nước nữa thì giải quyết được cái vấn đề và trở nên là được lưu truyền sử xanh, hay là được trở thành một cái gì đó giống như là hoàng đế Tập Cận Bình. Nên tôi muốn nói rằng cái điều đó nó hoàn toàn vô nghĩa, và tôi cho rằng còn quá sớm để một số chuyên gia hay là một số chính khách đặt ra cái vấn đề là hợp thức hóa và nhất thể hóa hai cái chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư. Nói cách khác là còn quá sớm để sửa hiến pháp để cho Nguyễn Phú Trọng ngồi luôn vào cái ghế của ông, cái người quá cố vừa qua đời đó. Thì tôi cho rằng cần phải đặt ra một cái vấn đề thực chất, một cái yêu cầu thực chất là như vậy, thì nếu như là ngồi vào cái ghế chủ tịch nước như vậy thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có làm tốt hơn không, hay là mọi chuyện sẽ tệ đi, hay là mọi chuyện sẽ trở nên một cách độc tài và độc đoán giống như là hoàng đế Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Trong khi đó chúng ta biết rằng rất nhiều thông tin đã phản ngược lại đối với những cái lối tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương hay là của ông Nguyễn Phú Trọng về cái tình hình đất nước, rằng người ta thực chất là người dân không còn, gần như không còn niềm tin đối với cái đảng và nhà nước này nữa, và tình hình bây giờ càng ngày càng bế bối về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, vân vân, tất cả mọi thứ, và nhân quyền thì bị đàn áp trầm trọng. Thế thì đặt ra cái vấn đề là để ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào cái ghế chủ tịch nước như vậy thì theo tôi đã để làm cái gì, và tôi thực sự là trong thâm tâm là tôi phản đối cái chuyện đó, và tôi nghĩ rằng nếu mà có bàn thì bàn cái chuyện là thay thế cái chức danh, thay thế và nhân sự, thay thế cái vai trò chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang. Ví dụ như là có thể chọn bất cứ một nhân vật nào ở trong Bộ Chính trị cũng có thể ngồi vào cái chỗ đó, tại vì cái chức chủ tịch nước thực sự ra đối với cái quan niệm của người dân Việt Nam từ lâu
thì nó chỉ có tiếng mà không có miếng. Cho nên là tôi nghĩ rằng bây giờ những cái nhân vật nào mà đã có miếng rồi á thì không cần tiếng nữa, và thực sự ra là họ muốn ôm cái miếng đó, đặc biệt là những cái nhân vật của cái khối chính phủ, đặc biệt như ông Nguyễn Xuân Phúc hay là Trương Hòa Bình, kể cả Vương Đình Huệ, các ông chắc là muốn thúc thủ ở cái khối chính phủ mà không muốn sang cái vị trí chủ tịch nước. Mà có lẽ là cái vị trí chủ tịch nước sẽ được ưu tiên cho một số cái nhân vật ở khối bên đảng, tức là cái khối mà có tiếng nhưng mà không có miếng hoặc là ít miếng. Đó thì tôi muốn nói là cái như vậy. Thì có thể là sau này cũng có thể là cái phương án hoặc là Nguyễn Thiện Nhân hoặc là Trần Quốc Vượng hoặc là thậm chí có thể là Tổng Thị Phóng hay là một số nhân vật nào nào đó ở trong Bộ Chính trị và bên khối đảng á. Đó thì có thể đã được đưa vào cái chức vụ chủ tịch nước. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng á, cái đó cái chức vụ chủ tịch nước hay là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư nó chỉ có ý nghĩa khi nào nó phục vụ cho người dân, phục vụ cho đất nước, chứ không phải là nó đi ngược lại quyền lợi của người dân và đất nước như trong suốt nhiều năm vừa qua. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của tiến sĩ Phạm Chí Dũng tham gia chương trình từ Sài Gòn. Và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn đặc biệt của BBC tiếng Việt được phát trên kênh Facebook Live của chúng tôi. Quý vị đừng quên vào trang nhà của BBC Việt ngữ tại địa chỉ bbcvietnamnews.com để theo dõi các tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục v.v. được cập nhật liên tục. Trở lại với chương trình bình luận về sự kiện Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang vừa qua đời. Thì chúng tôi xin chia sẻ một hai cái bình luận mà các quý vị đang theo dõi chương trình gửi về đây. Quý vị là Sơn Nhân Võ nói ai làm chủ tịch nước thì cũng vậy thôi, chỉ là mang dâu đội mão lên sân khấu có giải quyết được gì đâu. Ngô Khải, thời điểm hiện tại ai lên thay Bắc Quang, người dân cũng khổ, vân vân. Ở đây thì chúng tôi xin được hỏi thêm ông luật sư Trần Quốc Thuận đấy như sau. Có ý kiến họ cho rằng là ở trong nội bộ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và Nhà nước đấy, thì có cái xu hướng tức là người ta gọi là thân phương Tây, cũng có một xu hướng là thân Trung Quốc, và không biết là ông Trần Đại Quang thì như thế nào, cái chết của ông ấy, ra đi của ông thì có cái thay đổi gì hay không. Thì nếu những cái câu chuyện này là có cơ sở đấy thì luật sư Trần Quốc Thuận bình luận thế nào, xin kính mời ông. Câu chuyện này thì câu chuyện mà rất khó mà có thể có cái câu trả lời thế nào, nhưng mà rõ ràng cái việc ở trong trong bộ chính trị và trong đảng thì ta cũng nói phe này phe kia, phe Trung Quốc hay là phe phương Tây, nhưng mà tôi nhìn thấy là cái xu hướng nó không rõ lắm, nhưng mà rõ ràng là cái thái độ trong nhìn theo tôi quan sát của tôi thì tôi thấy rằng nó có cái nổi trội là có một cái phe là quyết chống tham nhũng và một cái phe là nhóm lợi ích, và hai cái phe đó nó tương quan, nó gần như là nó tương đương với nhau, cho nên nó là chưa bên nào thắng hẳn bên nào, để cuộc đấu tranh nó mới chẳng coi như thế, chứ không phải bên nào đa số hơn bên nào, nhưng mà bên nào có thực khác hay không thì đó là cái câu chuyện. Còn tôi muốn nói là cái vai trò mà ở chỗ Bộ Chính trị đó, thì cái đất nước này gọi là đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện thì mình đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà tập trung là ở Bộ Chính trị, mà trong Bộ Chính trị thật sự là tập trung là ở 4 người, nhưng người ta nói là người thứ năm là tức là với quý viên ban bí thư là ủy viên Quốc vụ, là tôi nhận vào thứ năm, nhưng mà thực chất là 4 người, cho nên những vấn đề quan trọng mà 4 người đó không đồng thuận với nhau mà có ý kiến khác thì thường những vấn đề đó bị treo lên rồi phải đưa ra Bộ Chính trị để nhận diện cho. Cho nên trong cái tình hình, trong cái cuộc đấu tranh bây giờ là cuộc đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt đến giai đoạn sống còn thế này đó, thì làm sao trong cái tứ trụ đó 4 người đó phải là đồng thuận đồng nhất với nhau, chứ mình không phải là cái bàn cờ một cái trò chơi mình đưa lên là ông này làm vì ông làm vì, thực tế là biểu diễn ra công khai thế, nhưng mà vào thực chất trong những quyết sách thì chính là 4 người đó phải đồng thuận với nhau. Cho nên cái chuyện mà phải xác cái vai trò 4 người đó như thế nào trong cái tình hình như thế này thì đó là cái câu chuyện mà ở trên cũng phải rất là tỉnh táo để mà xác tiếp, chứ nếu mà nó khác nhau, nó mâu thuẫn với nhau, nó chồng chéo nhau mà không 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 quyết sách được, mà nhất là trong quyết sách trong cái giai đoạn bước mặt này, cho nên bước mặt bây giờ là cái bước mặt để chuẩn bị cho cái đại hội 13, thì cái trung ương 13 là cái trung ương mà tôi cho rằng nó có những cái mà khó lường được. Nếu mà cái nhân sự bây giờ thay vào ông Trần Đại Quang đó mà chỉ người ta mới thay cho ta lấy rồi thấy ai cũng thế thôi thì nó không phải như thế. Tôi biết, tôi làm việc lâu tôi biết là không phải là như thế.
Đúng là khi mà đóng vai ra bên ngoài thì nó có những nhân vật cũng chỉ là bản hình thức về đó là tư cách cá nhân, nhưng mà ngồi vào tập thể đó thì những người đó nó có những quyền lực rất là ghê gớm. Cho nên là hiện giờ cái cần đáng là cân nhắc là cái sắp xếp như thế nào để trong cái cuộc chiến đấu này, và nhất là đã chuẩn bị cho cái ngưỡng cửa đại hội 13 như thế nào để cho mọi việc nó yên ổn, chứ còn không thì nó lại có những cái là cũng lừa được. Vâng. Thế xin cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của luật sư Trần Quốc Thuận. Và trước khi chương trình khép lại thì chúng tôi muốn được hỏi là không biết là ông Phạm Chí Dũng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng có muốn bình luận gì thêm cái ý kiến vừa rồi của luật sư Trần Quốc Thuận hay không? Xin kính mời ông. Vâng, tôi chỉ... Vâng, và xin được phép là về ý tiến kiến... sĩ có thể nhìn thẳng vào camera thì rất là tốt ạ. Xin nhìn vào webcam. Có lẽ là thế này. Về ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận thì tôi thấy tôi tôn trọng ý kiến riêng của luật sư Trần Quốc Thuận. Còn về quan điểm cá nhân tôi thì thực sự là tôi đang trông chờ, thực sự tôi muốn nói thẳng, khi mà xảy ra và sau cái chết của ông Trần Đại Quang thì tôi đã cảm giác là câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đang ứng nghiệm đối với Việt Nam. Và thâm tâm tôi là đang trông chờ cái vế thứ hai của câu sấm này là trọng ngân bạc phúc sản tất vong, nó diễn biến như thế nào, hiểu như thế nào và nó diễn biến như thế nào. Cái đó không nhất thiết phải là cộng sản tiêu vong đâu, nó có thể hiểu thêm một nghĩa nhân văn, nhân tình thế thái này kia, chứ không phải nhất thiết là cộng sản tiêu vong thì không biết được và nó sẽ diễn biến như thế nào. Có nghĩa là tôi có cảm giác rằng Việt Nam đang lặp lại một phần một nét nào đó, lặp lại cái kịch bản của Liên Xô trước khi sụp đổ. Những cái nhân vật như là những cái chết của Andropov hay là của Chernenko, những cái tổng bí thư, và Trần Đại Quang cũng là một nguyên thủ quốc gia, thì liệu điều đó có đang lặp lại kịch bản ở Việt Nam hay không, và điều đó có liên quan tới cái vế thứ hai của câu sấm của Trạng Trình với Bình Khiêm hay không. Và tôi đang trông chờ rằng đang trông chờ và đang rất thực sự ra đang suy nghĩ rất lung về cái chuyện là cái câu sấm đó, liệu cái vế thứ hai câu sấm đó liệu có một cái gì đó ứng nghiệm một phần nào đó, một cái nét nào đó đối với dân tộc Việt Nam, đối với chính trị Việt vâng. Nam thưa trong tiến thời sĩ gian tới hay không. Phạm Chí Dũng, vâng, xin lỗi, cũng có ý kiến họ nói rằng là đây dường như là một cái câu mang chất là chế lại của cái được cho là sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chứ không phải là cái sấm của Trạng Trình. Đấy là một ý kiến. Và thứ hai, có người ta hỏi rằng là cái này không biết là nó có mê tín dị đoan hay không, hay là nó có cơ sở khoa học hay không, nhất là ông là một tiến sĩ. Vâng, xin kính mời ông. Dạ. Cho tới giờ thì chưa có gì chứng minh được là cái câu đó là bị chế lại. Chưa có gì chứng minh được về cái chuyện này. Và nếu như là có gì chứng minh được cái chuyện đó thì chúng ta sau này sẽ sẵn sàng là rút lại thôi, không có vấn đề gì cả. Còn về cái yếu tố mà mê tín ấy, thì tôi không thừa nhận. Mà tôi chỉ thừa nhận là một nửa đời sống chúng ta là thuộc về tâm linh. Cho nên nói gì thì nói, khi mà quá nhiều quan chức và kể cả những quan chức cao cấp ấy, đi chùa bái đính ở Ninh Bình, thì không thể nói là họ không mê tín dị đoan, và không thể nói là một nửa đời sống của chúng ta là không thuộc về đời sống tâm linh, và cũng không thể nói là những cái câu sấm Trạng Trình, cho dù không liên quan trực tiếp tới đời sống chính trị hiện nay, cũng không ứng nghiệm trong đời sống chính trị hiện nay. Vâng. Bây giờ thì trước khi kết thúc lại chương trình đấy thì chúng tôi xin có một chia sẻ thêm các quý vị, tức là chúng tôi có phỏng vấn ông Hà Hoàng Hợp, tiến sĩ Hoàng Hợp trước chương trình này. Thì trong đó ông Hoàng Hợp có một số ý mà chúng tôi xin lược nói như sau, là về cái việc mà Việt Nam công bố khá là chi tiết về cái bệnh tình của ông Trần Đại Quang, lý do vòng mất đấy, thì theo tiến sĩ Hoàng Hợp thì đấy cũng là một điều khá là đặc biệt, vì trước đây người ta chỉ công bố khá chung chung và nhiều cái thông tin về sức khỏe của các cái vị lãnh đạo người ta cho là bí mật quốc gia. Thì đấy là một cái câu chuyện như thế. Thứ hai đó là ông Hà Hoàng Hợp có nói rằng là ông không tin rằng là sẽ có cái chuyện là sẽ nhất thể hóa các cái vị trí lãnh đạo cao nhất, chẳng hạn cụ thể đây là chức chủ tịch nước và chức tổng bí thư, nhất là trong cái giai đoạn này như là ông quan sát. Thứ ba, ông có nói là về các phương án mà ban nãy thì ông luật sư Trần Quốc Thuận có nói đề cập tới hai cái gọi là ứng cử viên có khả năng là thay thế ông Trần Đại Quang, đó là ông Trần Quốc Phượng hay là ông Nguyễn Thiện Nhân, thì ông Hà Hoàng Hợp cho rằng từ góc độ cá nhân riêng của mình thì ông cho rằng là cái phương án với ông
Nguyễn Thiện Nhân có thể là nó rõ ràng hơn, và ông cũng đi xa hơn bình luận là nếu như Nguyễn Thiện Nhân mà rời chức bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế ông Trần Đại Quang đó thì sẽ có người thay thế vào vào đó, nhưng mà ông cũng không nói là cụ thể là ai. Vâng, và xin mời quý vị vào trang Facebook cũng như trang YouTube của chúng tôi đấy để theo dõi các cái thông tin. Và kể cả trang chính chúng tôi địa chỉ bcvietnammy.com để theo dõi các cái tin tức thời sự, đặc biệt là tin tức có liên quan. Quý vị cũng vào trang Facebook và hay là YouTube chúng tôi đấy để theo dõi những cái hướng dẫn để vượt tường lửa. Vì có rất nhiều các cái quý vị khán thính giả cho rằng là ở Việt Nam đó thì cái trang BBC tiếng Việt chúng tôi, trang chính chúng tôi là bị chặn, và chặn khá mạnh, chặn rất liên tục, đặc biệt khi nào có các sự kiện chính trị được cho là tương đối là nhạy cảm thì họ bị chặn rất mạnh. Vậy quý vị vào trang YouTube của chúng tôi để theo dõi cái hướng dẫn vượt tường lửa. Tới đây thì chương trình bàn tròn đặc biệt của BBC tiếng Việt nhân cái sự kiện là ông Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa qua đời và các bình luận đã kết thúc. Chúng tôi xin cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả của BBC Việt ngữ xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn cũng như là tới chia buồn tới tang quyến của ông Trần Đại Quang. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại.